Chị Lan Uyên thì em chắc có hình bằng lấy xa bằng thiệt nhất luôn rồi. Nguyễn là những đường cho con nhiều kỳ thấy luôn. Anh Thu lúc nó mình có mụn nè, đúng đúng thiệt luôn. Đúng là thiệt nhất luôn. Chị cái mặt này với lại cái hình chứng minh đâu hết nữa, không cho xác nhận vô ngân hàng, không hết, không hết, nhà lên tí luôn rồi. Căn cước về hết. Trong đi ạ. Nó có gì? Có gì hỏi không? Tự hoa ông mô. Đây có là mụn không chị ơi? Hai lần hai trước đó. Ở đây có làm khác không là mụn. Con làm mũi nữa chị kìa. Giới thiệu cho bà chưa làm gì. Từ chị mà xin nghỉ đã chứ. Nhưng chờ còn có 10 triệu mà xin mẹ nữa. Để đưa trước 10 triệu là cho làm luôn. Chị Long bảo kê cho. Thiệt hả? Thiệt. Em về hỏi ý kiến này, mai mốt qua làm. Mai còn ngày nữa, ráng đi. Vì hỏi là chị làm chửi đó. Chủ yên nghe thôi, làm rồi chịu thôi. Đừng môi mà hỏi là không cho làm đâu. Hỏi em cho làm, chị là kinh nghiệm đầy mình. Em hỏi không? Hỏi tí không? Nhưng mà nhà em có xu hướng làm đẹp không? Xu hướng là... Nhưng mà sợ nhiều khi là kiểu như sợ vậy. Sợ mình bị này bị kia rồi đó. Chắc xin tiền chắc em không xin đâu, em đợi lấy lương xong cái em làm luôn lần. Chắc tháng sau. Làm cha đi, làm sớm đẹp sớm. Không, cái răng này đẹp chi, từ từ chị. Cho em làm tới lúc nữa là em tháo răng là vô form rồi, ok luôn. Và mũi nó vô form lâu không chị? Không, 3 tháng hay 3 tháng mới đẹp được. Hồi nó này nè, mới làm xong còn chưa đẹp. Là sáng nữa sẹo nữa chứ, muốn quẹo rồi nè. 2-3 tháng, ý là tùy người. Chị là đẹp liền luôn. Da chị hiền. Da chị. Em thấy chị làm xong mắt à? Da chị đúng là thiệt là hiền luôn á, không thấy dấu vết gì luôn á. Làm không ai biết luôn, chị làm 3 thứ không ai biết luôn. Bởi vì thấy tình nặng mụn cho họ. Không có sững. Người gì hiền tay cũng hay đó. Mà bác sĩ làm bác sĩ má tay đó. Mày yên tâm trời trời. Làm ở bệnh viện khi mà về ta thấy sưng nguyên phù nguyên cái mạc luôn phù. Ta nói kinh khủng. Làm con mát thử đi. Làm 2 cái lần luôn.
làm luôn nữa. Ôi, đi về hỏi ý kiến mà chị. Chửi. Chửi nghe. Em lại nói em rút cái mũi ra. Thì em làm rồi là giống như là chuyện đã rồi. Chờ ra, chờ em nói em rút cái sụn em ra. Đúng không? Bị tai nạn chắc chứ. Bác sĩ này còn còn tháo một con tới hết mà. Chưa chắc em. Nhiều khi em phải đủ số lượng khách về đi máy bay đồ cũng cực em. Phải gom khách ở đây đủ đó chị. Đủ chứ, đủ số hộ. Chứ ra làm chơi ra không có khách là làm gì em. Chị chị nhiều khi chị quay như nữa chị đâu nhớ đâu, có ở đây là tự nhiên chị nhớ với lại chị không đam mê lắm. Alo rồi, chị tiếp kem học kem bị mụn được không chị? À, kem bị mụn à? Ở đâu đem lấy mấy tiểu chị? Ở đâu em? 142 Nguyễn Thị Minh Khai. Được không Hà ơi? Rồi em nhắn địa chỉ qua đây. Địa chỉ số điện thoại. Chị nhắn số điện thoại cho em đi, em chuyển tiền chị luôn. Rồi để cái chị nhắn tin. Dạ. Hà làm việc đi Hà, gửi qua số tài khoản của Hà đi, nó liền đi. Chị Hà chưa chống mũi không bé? Chị đưa hình nha. Cười. Muốn nhìn hình chị Loan nữa. Chị Loan hiện thái độ. Không, chị chống hầu thời Amo. Nút gì? Ngâm ấm thôi. Không có nóng đâu, ấm ấm bình thường thôi, em cứ chà đi. Con bé mà mình kêu tim cầm cá hắn kìa, bà hỏi bắt đầu bà hỏi mình kêu là mũi vô mà đi làm đâu gì, hơi sẹo hai cánh mũi thì cắt ở đâu sắp sợ tự nhiên làm mình không làm ngu làm cho khác nhiều tiền nữa chứ.
có mà, chị nói có rồi mà. Chị kêu cho mà, rứa mà không chịu làm, mà trong khi khách hồi xưa chờ ngu ngu chi. Trong khi bác sĩ, à không có khách gì chữa được đây. Cái nó không có khách gì chữa trời. Có tiền tỷ cũng chịu. Nó làm bác sĩ em chịu làm, đi làm ở đâu bình thường. Những ghê. Mà con nó phải tiêm cầm, chú chứ. Cái cầm nó thụt vô dễ sợ. Bà hồi nãy bác sĩ mình mà ái nội soi là được rồi.